Thưa quý vị và các bạn, biến đổi khí hậu là một trong những vấn đề môi trường cấp bách nhất hiện nay. Nó đang có những tác động tiêu cực đến nhiều ngành kinh tế. Và để thích ứng với sự biến đổi khí hậu thì nhiều nông dân ở địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã tích cực sáng tạo thay đổi tư duy trong sản xuất, nuôi, trồng, phát triển kinh tế bền vững. Gia đình bà Nguyễn Thị Huệ ở thôn Hợp Thành, xã Chư Huê, huyện Eka, tỉnh Đắk Lắk gắn bó với nghề nuôi cá từ năm 1995. Cũng như nhiều cây trồng vật nuôi khác, nghề nuôi cá cũng ngày càng gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Do vậy, để tồn tại với nghề, gia đình bà Huệ cũng dần chuyển đổi áp dụng kỹ thuật xây hệ thống cấp thoát nước kiên cố, đảm bảo kỹ thuật về vệ sinh ao hồ, đầu tư máy tạo oxy, khử trùng khử khuẩn các mầm bệnh để cá được phát triển ổn định, đồng thời trồng dừa xung quanh bờ ao, vừa che bóng mát cho cá. Thay đổi biến đổi khí hậu ấy, thì nói chung là mình phải trước mắt là những cái xung quanh bờ ao là cho nó mát ha, là một phần cái thay nó phải sạch sẽ. Đó. Xong trong khi đó là mình phải mua cái quạt để làm tạo cái oxy, để coi như là cho nó có cái oxy. Nhờ đó mà các đàn cá gồm chép, trắm, trôi, mè và rô phi lai luôn sinh trưởng phát triển tốt. Mỗi năm gia đình thu được 2 lứa cá thay vì mỗi năm thu 1 lứa như trước đây. Thu nhập từ nghề nuôi cá theo đó cũng cải thiện đáng kể. Đây là một cái mô hình phát triển kinh tế rất là đặc biệt, cũng đem lại hiệu quả kinh tế cho hộ gia đình rất là cao và có cái ảnh hưởng rất là tốt đến môi trường, đặc biệt là việc phát triển kinh tế trong cái thời kỳ mà ứng phó với biến đổi khí hậu. Hiện mô hình trở thành nơi tham quan học hỏi của nhiều hộ dân nuôi ao cá và đang tích cực mở rộng để góp phần phát triển kinh tế bền vững tại địa phương.